Mến chào các em học sinh khối 8 đến với tiết học trực tuyến của bộ môn mỹ thuật. Ở tiết trước, cô đã hướng dẫn các em vẽ hình bài lọ hoa và quả. Tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách vẽ màu của bài lọ hoa và quả nhé. Ở bài này, chúng ta có 3 phần. Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước vẽ màu. Và cuối cùng là phần thực hành của các em. Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Ở đây cô có 3 tranh tĩnh vật. Thì phần quan sát nhận xét này, các em sẽ quan sát về ánh sáng chiếu vào vật mẫu, đồ đậm nhạt của lọ hoa, của quả và độ đậm nhạt trên hoa và lá, cũng như là độ đậm nhạt của nền trên và nền dưới. Chúng ta thể hiện sao cho nó hài hòa. Về cách vẽ thì đầu tiên chúng ta cũng xác định hướng sáng chính chiếu vào hai vật mẫu. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ màu theo đậm nhạt và cách cảm nhận của mình, và thể hiện màu nền là bước cuối cùng. Đây là các bước thực hiện ở một bài vẽ tranh tĩnh vật màu. Các em hãy cùng tham khảo các bước và thực hiện theo đúng. Trước khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ cùng tham khảo một số tranh của các bạn học sinh vẽ. Ở đây chúng ta thấy là cách các bạn thể hiện lọ hoa và quả thì có bạn chúng ta thể hiện tương đối tốt. Ví dụ như là thể hiện được độ đậm nhạt trên lọ, trên hoa, lá, trên quả, và thậm chí cả nền trên và nền dưới. Thì ở đây chúng ta thấy là tùy theo cách cảm nhận của các bạn, mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng. Có bạn thì vẽ theo dạng trang trí, hoặc là có bạn chỉ cảm nhận được màu sắc trên hoa, trên quả, và cái nền thì chúng ta chưa cảm nhận được độ đậm nhạt. Và có bạn thì thể hiện rất là tốt trong cái phần bóng đổ, làm cho bức tranh thêm sinh động. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tham khảo thêm một số tranh của các họa sĩ. Thì ở đây chúng ta tham khảo để chúng ta học hỏi về cách cảm nhận màu sắc của lọ cũng như là nền. Lọ hoa chúng ta thấy là trong từng cánh hoa các họa sĩ cũng thể hiện có đậm có nhạt và có những gam màu hài hòa với nhau. Ngay cả quả cũng vậy, chúng ta thấy là trên mỗi quả được thể hiện có ánh sáng chiếu vào, có độ đậm nhạt khác nhau, và cách thể hiện bóng đổ các họa sĩ cũng rất là khéo léo. Và cách thể hiện nền trên, nền dưới cũng tùy theo khả năng sáng tạo của từng người. Có người thì lựa chọn phông nền bằng nhiều màu, nhưng tất cả những màu đều hài hòa và tôn lên vẻ đẹp của lọ hoa và quả. Nhưng cũng có những họa sĩ thích một màu thể hiện có đậm, có nhạt. Như vậy ở đây tùy theo khả năng cảm nhận của từng học sinh mà chúng ta có thể thể hiện theo sự sở thích của mình. Quan trọng là bài vẽ của chúng ta hài hòa và nổi bật được hình ảnh lọ hoa và quả. Ở đây chúng ta hãy cùng tham khảo thêm một số những cái tranh của các họa sĩ để chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của tranh tĩnh vật, vừa hài hòa về màu sắc nền cũng như là màu sắc của lọ hoa, lá cũng như là quả.
và phong cách của các họa sĩ cũng khác nhau. Điều quan trọng là và duy nhất đó chính là thể hiện một cái bài vẽ theo mẫu sao cho đẹp, hài hòa về màu sắc, có đậm có nhẹ và nổi bật được cái chủ đề mà chúng ta đã vẽ. Ai thích gam màu nóng thì chúng ta sẽ thể hiện gam màu nóng, ai thích gam màu lạnh thì chúng ta sẽ thể hiện gam màu lạnh, hoặc là chúng ta cũng có thể kết hợp hài hòa giữa gam nóng và gam lạnh. Ở phần thực hành thì các em hãy vẽ màu bài vẽ theo mẫu mà ở tiết trước chúng ta đã vẽ hình. Về phần hướng dẫn về nhà thì các em hãy hoàn thành bài vẽ và tiết sau chúng ta sẽ mang theo giấy A4, bút chì 3B hoặc 5B gom, và chúng ta cũng xem trước bài ống kính và cái bát để tiết sau chúng ta sẽ thực hành và tìm hiểu về cái vẻ đẹp của ống kính và cái bát. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em hoàn thành tốt bài vẽ. Mến chào các em.